quay hẳn cái chân ngửa trên đây xem. Sao để lên nhiều nốt thế này em? Em hôm qua một nốt tự nhiên xong rồi không biết đâu nó nổi. Bây giờ dưới chân của em mình cả chục nốt ấy. Bây giờ ít nhất là anh đếm sơ sơ qua nó cũng phải rơi khoảng 7-8 nốt rồi. Bên kia có bị không? Không. Chỉ bị bên này thôi à? Cái này thì rất là đau, đi lại rất là đau nhói. Cái này phải đốt đi em ạ. Chứ để lâu nó thành hết cả bàn chân của em sang cả bàn chân bên kia đấy. Nha. Thank you.